Máy chạy bộ trên không Elite Max cải tiến. Điểm cải tiến vượt trội chính là phần tay cầm được thiết kế tích hợp gọn nhẹ, dễ cầm và khả năng luyện tập tăng cấp độ cao hơn. Ứng dụng khung thép to, bền chắc, chịu lực vượt trội lên đến 200kg. Cải tiến màu sơn từ công nghệ sơn tĩnh điện qua xử lý nano chân không chống gỉ tốt. Chân đế được bọc cao su khả năng chống trơn trượt. Elite Gym Max rất được yêu thích hiện nay và thu hút được nhiều học viên đến phòng tập. Để phòng gym trọn vẹn hơn, cần trang bị thêm các sản phẩm cardio khác như Elite 1552, Elite Master, Elite Oxy, Elite Faraday, Elite Dragon 9000, Elite Big Max, Elite 7, Elite AC06, Elite AC05, Super Elite Body, Elite Gym, máy dùng toàn thân Elite, AB Gym, Elite Around, E2000, E3000, IL09. Elite cung cấp đa dạng nhiều mẫu mã và chủng loại, đặc biệt giá thành đầu tư hợp lý. Truy cập ngay website www.siêuthịtaiya.vn hoặc gọi ngay 1800 1552 để được tư vấn đặt hàng và nhận ngay giá ưu đãi đặc biệt từ nhà sản xuất. Tập đoàn Elite là nhà máy lớn nhất hiện nay tại Đông Nam Á chuyên sản xuất về thiết bị gym, cam kết với những tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời. Trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh nhất tại siêuthịtaiya.vn. Thanh toán COD, thanh toán ATM hoặc chuyển khoản, cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ nội thành và miễn phí lắp đặt tại nhà trên mạng lưới toàn quốc. Hoàn thiện 100% trong vòng 3 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Đổi trả trong vòng 15 ngày nếu bị lỗi từ nhà sản xuất. siêuthịtaiya.vn tự hào là nhà cung cấp uy tín hiện nay với nhiều giải thưởng xuất sắc và chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1552.